Xin chào quý vị, mời quý vị cùng Thịnh Nguyễn ngắm nhìn khu vực một góc nhỏ của thành phố Huế, nằm ở khu vực bờ Nam. Và ở đây là đoạn đường của Hùng Vương, với đặc biệt là những khách sạn 5 sao và một số cái công trình kiến trúc cũng như những ngôi nhà ở thành phố Huế nằm ở khu vực bờ Nam của con sông Hương. Đây là một trong những khách sạn 5 sao Imperial. Phía xa kia, sau những mái nhà này và những hàng cây đó là dòng sông Hương. Qua dòng sông Hương, quý vị sẽ đến được bờ Bắc, đó là khu vực của Kinh Thành Huế. Còn con đường phía dưới này đây thì quý vị thấy đây là con đường Hùng Vương, một trong những con đường chính dẫn từ khu vực của chợ đi thẳng vào con đường Hùng Vương này và có thể qua được cầu Tràng Tiền đến với chợ Đông Ba. Đây quý vị đang nhìn thấy những hình ảnh rất đẹp của Huế, những cây với những cái muôn hoa, những màu ngã vàng. Và xung quanh ở đây là những dãy nhà, những cái khách sạn đang được xây dựng và để phục vụ cho du khách khi đến với thành phố Huế rất nhiều. Đây quý vị đang nhìn thấy một trong những công trình, những ngôi nhà được xem như cao nhất ở Huế đang được xây dựng. Đây, đang nằm trong màn hình phía trước.